Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin về vườn Tổng thống Trump sẽ làm gì. Với kết quả bầu cử đã nghiêng hẳn về Biden, với số phiếu đại cử tri là 290, thì Donald Trump sẽ chỉ còn tại vị cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 mà thôi. Dù ông có cố vùng vẫy để không chịu thua, nhưng kết quả đã được định đoạt. Khi đó, ông sẽ phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm và gia nhập câu lạc bộ dành riêng cho các cựu Tổng thống Mỹ. Có thể hiện nay Donald Trump chỉ lo kiện tụng để mong lật ngược lại mà không còn tâm lý đâu lo chuyện về vườn. Nhưng sau ngày 21 tháng 1 năm 2021, ông cũng phải buông tất cả và sẽ quyết định mình sẽ làm gì sau đó. Là một tỷ phú, sau khi rời Nhà Trắng, Donald Trump có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình thay vì làm những công việc mà cựu Tổng thống tiền nhiệm đã làm. Những cựu Tổng thống tiền nhiệm là chính trị gia chuyên nghiệp, thường chọn nghề diễn thuyết, viết hồi ký, lập kế hoạch thư viện tổng thống, hoặc tổng thống không phải chính khách chuyên nghiệp như Jim Carter thì lại tìm chọn cách tham gia vào các hoạt động nhân đạo. Và riêng George Bush thì có đề tài vẽ tranh vì ông có tài năng vẽ. Thật sự, để dự đoán rằng Donald Trump sẽ làm gì là việc rất khó, vì trong 4 năm làm tổng thống cho thấy Donald Trump là một tổng thống không giống với bất kỳ một tổng thống nào trước đó cả. Ông đã phá vỡ nhiều quy tắc khi trở thành tổng thống, không có lý do gì để nghĩ rằng Donald Trump sẽ hành động giống như bất kỳ cựu tổng thống nào khác được. Với lại, ông là một tổng thống giàu có nhất lịch sử nước Mỹ. Ông làm việc không nhận lương thì điều đó cũng thấy rằng việc kiếm tiền theo lối mòn của các tổng thống khác trước đó cũng khó xảy ra. Tuy nhiên, cũng nên đoán xem ông sẽ làm gì sau đó. Đây là hình ảnh ông Donald Trump, một tổng thống rất nhiều khác biệt. Donald Trump sẽ lo chống đỡ nhiều vụ kiện nhắm vào ông. Ông Trump là một người mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và không ngại va chạm với bất kỳ thế lực nào. Đồng thời, ông cũng là một con người tham quyền cố vị. Ông tham quyền đến nỗi không chịu thừa nhận kết quả bầu cử của người dân nước Mỹ, mặc dù nó đã quá rõ ràng. Chính vì vậy, ông phải mất rất nhiều sức lực và trí tuệ cho cuộc chiến pháp lý mà dự báo rằng nó còn dây dưa cho đến sau ngày 20 tháng 1 năm 2021. Một khi ông đã tấn công người ta để quyết giữ ghế tổng thống, thì khi bị buộc phải rời khỏi nhiệm sở, ông sẽ gặp rất nhiều kẻ thù. Chắc chắn người ta sẽ không tha cho ông. Khi ông là tổng thống, sự chống đối ông chỉ là sóng ngầm, nhưng khi rời khỏi Nhà Trắng, sóng ngầm đó sẽ nổi lên, và với quyền lực trong tay không còn gì, ông sẽ phải chống đỡ rất vất vả. Hiện nay, một số cuộc điều tra về Trump Organization đã bắt đầu, trong đó có cuộc điều tra của tiểu bang New York. Công tố viên của Manhattan Greg Woods đã bắt đầu điều tra xem Trump Organization ban đầu liên quan đến tuyên bố rằng đã có các khoản thanh toán bí mật cho hai phụ nữ nói họ quan hệ với ông Trump. Hồ sơ tòa án gần đây cho thấy cuộc điều tra đã mở rộng. Và trong vai trò là Tổng thống, ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra, gọi đây là một cuộc săn phù thủy. Và không rõ liệu ông Vance có bất kỳ bằng chứng nào để cáo buộc ông Trump có tội hình sự hay không. Và thực tế, ngay cả trong gia tộc ông Trump thì ông cũng phải đối diện với kiện cáo chứ không phải chỉ bên ngoài xã hội. Mary Trump, cháu gái của Tổng thống, cũng đã đệ đơn kiện cáo buộc ông và hai thành viên của gia đình gian lận và âm mưu. Ngoài ra, Donald Trump cũng phải đối mặt với các vụ kiện phỉ báng liên quan đến hai trường hợp bị cáo buộc tấn công tình dục. Cả hai đều bị ông Trump phủ nhận do hai phụ nữ khác đưa nhau ra tòa. Và không biết thời gian tới ông phải đối mặt và đối phó với các vụ kiện cáo là bao lâu. Nhưng chắc chắn trong thời gian ngắn, ông không thể xử lý ổn thỏa những vụ kiện cáo này được. Đây là hình ảnh Mary Trump, người cháu của Tổng thống Trump, sẵn sàng kiện ông. Tổng thống Trump là một tỷ phú. Chắc chắn ông ta có đội ngũ lo về vấn đề kiện cáo rất hùng hậu. Vì vậy, những vụ kiện cáo sau khi rời Nhà Trắng được dự đoán là cũng khó mà thắng ông. Nhưng chắc chắn nó mang lại rắc rối không nhỏ cho ông. Và liệu ông Trump có quay về công việc cũ hay không? Trước khi là một chính trị gia, ông Trump là một tỷ phú bất động sản. Ngoài ra, ông còn là một ngôi sao truyền hình thực tế và là đại sứ thương hiệu của mình, sử dụng tên của mình cho các hợp đồng nhượng quyền béo bở. Nói chung, ông là một doanh nhân có máu mặt ở nước Mỹ. Đang là doanh nhân, vào năm 2016, ông rẽ ngang sang làm chính trị và nắm ghế Tổng thống Mỹ 4 năm. Sau khi đắc cử, ông đã gác chuyện kinh doanh sang một bên và dồn toàn bộ tâm ý cho công việc chính trị. Nay, nhiệm kỳ sẽ kết thúc, ông hoàn toàn có thể quay lại công việc cũ và chăm lo cho công cuộc kiếm tiền của mình. Và từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống, thương hiệu Trump đã trở nên phân cực hơn
và khác biệt hơn rất nhiều. Điều này làm cho nó kém hấp dẫn hơn trước trong tư cách là một thương hiệu kinh doanh. Công việc kinh doanh đi xuống nên hiện nay Ivanka Trump đã đóng cửa thương hiệu cùng tên khi phải đối phó với sự tẩy chay và bị một số nhà bán lẻ lớn bỏ rơi khi cô đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng. Các con trai của ông là Eric và Donna đã giám sát tổ chức Trump Organization, công ty bảo trợ cho hàng trăm khoản đầu tư của ông Trump vào bất động sản, thương hiệu và các doanh nghiệp khác trong nhiệm kỳ tổng thống, nhưng cũng tham gia sâu vào sự nghiệp chính trị của bố và công việc kinh doanh không được mạnh như trước. Ngoài khó khăn trong kinh doanh thì ông Trump còn vướng phải món nợ không hề nhỏ. Tờ báo New York Times đã đưa tin rằng ông Trump có hơn 400 triệu đô la tiền nợ sẽ đến hạn trong vài năm tới, mặc dù ông nói rằng con số đó chỉ là một tỷ lệ nhỏ trong giá trị tài sản ròng của ông. Nhưng rõ ràng với khoản nợ đó thì cũng tạo ra một áp lực một phần để ông phải trở lại công việc kinh doanh của mình. Đây là hình ảnh ông Trump giới thiệu chương trình truyền hình thực tế của mình trên thảm đỏ vào năm 2015. Dựa trên hai thập niên hồ sơ khai thuế của Trump mà New York Times được tiếp cận, tờ báo này cũng đưa tin về các khoản lỗ kinh niên và nhiều năm trốn thuế, rằng ông Trump không trả thuế thu nhập trong 10 năm trong tổng số 15 năm trước đó, phần lớn là do ông ấy đã báo cáo thua lỗ nhiều hơn tiền ông ấy kiếm được. Cả tổ chức Trump và Tổng thống Trump đều chỉ trích báo này không chính xác. Thế nhưng có chính xác hay không thì khi ra tòa người ta mới biết được. Những tờ báo lớn khi họ đưa tin thì chắc chắn họ phải thủ sẵn bằng chứng. Nếu không thì họ sẽ bị Tổng thống Trump kiện ngược lại vì tội vu khống thì sao? Và chuẩn bị tranh cử vào năm 2024 cũng là khả năng rất cao có thể xảy ra. Thất cử lần này không phải là sự chấm hết cho tham vọng chính trị của ông Trump. Trong lịch sử nước Mỹ, có một tổng thống đã quay lại làm ông chủ Nhà Trắng sau 4 năm thất cử. Đó chính là Grover Cleveland. Ông là thành tổng thống thứ 22 vào năm 1885 và trở thành tổng thống thứ 24 vào năm 1893. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng không ai được bầu vào chức vụ tổng thống nhiều hơn 2 lần, nhưng không nói rằng các nhiệm kỳ cần phải liên tiếp. Vậy thì tại sao Tổng thống Trump lại không chuẩn bị và quay lại Nhà Trắng một lần nữa? Và các trợ lý đã gợi ý rằng ông Trump có thể tìm cách làm điều đó. Tuy nhiên, vấn đề kinh doanh và vấn đề kiện tụng nhắm vào ông Trump trong 4 năm Biden làm Tổng thống không biết sẽ gây cho ông Trump những tai tiếng gì. Nếu ông Trump bị tòa án cáo buộc ông có tội trong bất kỳ vụ kiện nào nhắm vào ông, thì xem như con đường trở lại Nhà Trắng sẽ chấm dứt với ông. Và việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau 4 năm nữa cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả điều hành nước Mỹ của ông Biden. Được biết, vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán đang được chuẩn bị đại trà và hứa hẹn năm 2021 sẽ kết thúc đại dịch và khi đó ông Biden chỉ cần tung gói cứu trợ kịp thời, kinh tế lúc đó sẽ phục hồi. Đây cũng là cơ hội để ông Biden ghi điểm với cử tri nước Mỹ. Nếu ông Biden làm tốt hơn ông Donald Trump thì dân Mỹ sẽ so sánh giữa ông Biden và Donald Trump và lúc đó người dân sẽ quyết định chọn ai. Nói chung, con đường trở lại Nhà Trắng sau 4 năm vẫn rất mịt mờ với Donald Trump, chứ chẳng sáng sủa và dễ dàng gì. Đây là hình ảnh liệu Donald Trump có trở lại phòng bầu dục hay không. Rời Nhà Trắng, liệu Donald Trump có vào nhà tù hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021, Donald Trump sẽ không còn là Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Cho dù hôm nay Donald Trump vẫn vẫy vùng để không nhận thua, nhưng nền pháp trị của Hoa Kỳ đã quyết thì Trump cũng phải rời đi. Với những cáo buộc đang trực chờ thì không biết ông có bình an hay không hay lại vào tù, đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Ông Trump được cho là đang lo lắng về việc bị bắt và ông ta đang lo như vậy cũng là cái lý của ông. Tổng thống đắc cử Biden cũng có điều phải làm, nhưng trong đó rất có thể ông sẽ nhắm vào các hành vi sai trái của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đây chính là một dự báo của tạp chí Politico tại Mỹ, chuyên phân tích về chính trị và chính sách công, bàn về khả năng truy tố ông Trump sau khi rời Nhà Trắng. Bài viết có tựa đề Cách đúng đắn để điều tra Trump khi ông rời nhiệm sở, xuất bản vào hôm 10 tháng 11 năm 2020, đã đưa ra một giải pháp nhằm theo đuổi công lý khi nói đến Donald Trump. Đây là hình ảnh bài báo trên Politico. Cựu công tố viên liên bang Ronaldo Mariti, tác giả bài viết nhận định, đây thật sự là một tình thế khó xử đối với người kế nhiệm Donald Trump. Cảnh tượng chính quyền của Tổng thống mới khởi tố Tổng thống cũ vừa rời nhiệm sở. Bất kỳ vụ khởi tố nào như vậy, dù công bằng đến mấy cũng sẽ thu hút được sự chỉ trích mạnh mẽ từ những người ủng hộ Donald Trump trong một quốc gia vốn đã chia rẽ. Dù vậy, cựu công tố viên liên bang vẫn đề nghị Tổng thống tân cử Biden
cần theo đuổi công lý khi nói về Donald Trump, theo cách khôi phục lại niềm tin của công chúng. Để làm việc này, tác giả cho rằng Biden cần đứng ngoài quá trình điều tra và truy tố Donald Trump để không bị cho là trừng phạt đối thủ chính trị sau khi họ thua cuộc, thông qua một công tố viên đặc biệt không phải do Biden bổ nhiệm mà bởi Tổng trưởng Lý, một công tố viên đặc biệt hoạt động độc lập với chính quyền, không có mối liên hệ nào với Biden và Tổng trưởng Lý. Ông Mariotti đánh giá việc điều tra về Trump sẽ khá thuận lợi bởi các hành vi sai trái của Trump đã được ghi lại bởi nhóm điều tra của Mueller trước đó. Donald Trump rất nhiều kẻ thù, và khi rời nhiệm sở, ông sẽ đối mặt với sự truy đuổi của họ là điều khó tránh khỏi. Hy vọng rằng khi rời nhiệm sở, ông vẫn an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020 với bản tin Về vườn, Donald Trump sẽ làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.